ca sĩ Đức Phúc và phụ đăng Three Waters. Thank you, artist. Thưa quý vị, Vĩnh Phú và Huyền Trang xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý đang đến với đêm bế mạc lễ hội Vĩnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024. Xin chào. Kính thưa quý vị, lễ hội Vĩnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 với mong muốn mang đến một hoạt động đầy ý nghĩa để giới thiệu đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, phát triển và đậm đà bản sắc văn hóa. Với sự kiện bế mạc lễ hội Vĩnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 không chỉ dừng lại ở một buổi trình diễn thi đấu mà còn sẽ là một đêm trang đầy cảm xúc và niềm tự hào. Đêm nay hãy cùng nhau hướng mắt lên bầu trời rộng lớn và rực rỡ ánh sáng bởi hàng ngàn drone tại quảng trường lễ hội Vinpearl Harbor đảo Hòn Tre để chia sẻ những cảm xúc của sự trân trọng và tự hào. Mong rằng chúng ta sẽ thêm yêu Tổ quốc, yêu mến cuộc đời và trân quý những tình cảm mà bạn bè quốc tế đã dành cho đất nước và con người Việt Nam. Và trước khi bắt đầu những phần trình diễn và biểu diễn của đêm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu sau đây. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Về phía ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu trưởng ban tổ chức ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi cảm ơn các ban giám khảo trong đêm khai mạc ngày 13 tháng 7. Ông Nguyễn Trung Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bà Tạ Bích Loan, trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí đài truyền hình Việt Nam. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Và ngay sau đây chúng ta xin phép được trân trọng giới thiệu ban giám khảo trong đêm bế mạc ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trân trọng giới thiệu ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ Thành, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Và tới tham dự lễ hội Vĩnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 hôm nay, đồng thời còn có sự hiện diện của lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương và chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên kênh KTV Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa toàn thể quý vị, để mở đầu cho đêm bế mạc ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa lên sân khấu phát biểu. Xin được trân kính thưa ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Kính thưa ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành và tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ. Thưa quý vị đại biểu, các vị khách mời, các phóng viên, nhà báo, nhân dân, du khách và khán giả xem truyền hình. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, du khách và khán giả xem truyền hình lời cảm ơn và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, lễ hội Ánh sáng Quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề Ngân Hà Rực Rỡ được tổ chức tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa với sự tham gia của 4 đội trình diễn thi đấu đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chương trình lễ hội đã diễn ra vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 giữa hai đội Hàn Quốc và Trung Quốc với chủ đề Nha Trang Bừng Sáng tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang. Các đội đã trình diễn nhiều hình ảnh đặc sắc về Nha Trang Khánh Hòa ở hiện tại và tương lai, kết hợp với biểu diễn âm nhạc hiện đại trên sân khấu tạo thành một bức tranh tổng thể sống động, được kể chuyện qua ngôn ngữ ánh sáng nghệ thuật, tràn ngập cảm xúc, tương tác cao, tạo ra những màn trình diễn đẹp mắt, để lại cho du khách, người dân nhiều ấn tượng tốt đẹp. Hôm nay, đêm trình diễn thứ hai giữa hai đội Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với chủ đề Kỳ quan hội tụ, và cũng là đêm bế mạc lễ hội
được tổ chức tại đảo Hòn Tre, VinWonder Nha Trang sẽ mang đến cho khán giả một màn trình diễn thật sự ấn tượng, lôi cuốn. Những kỳ quan của thế giới sẽ được xuất hiện tại đây, cùng chương trình âm nhạc đặc sắc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ mang đến cho khán giả một đêm đầy cảm xúc tuyệt vời. Tỉnh Khánh Hòa hy vọng rằng với sự thành công của lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 sẽ góp phần cho sự thành công của hoạt động kích cầu du lịch, khẳng định thương hiệu du lịch Nha Trang Khánh Hòa, tạo nên sức bật trong tăng trưởng cho ngành du lịch Khánh Hòa năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với hiệu ứng lan tỏa hình ảnh du lịch Nha Trang Khánh Hòa thông qua sự kiện này, tỉnh Khánh Hòa sẽ nghiên cứu tiếp tục duy trì tổ chức lễ hội Vịnh Ánh Sáng thường niên trong thời gian đến. Xin thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước, sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp tài trợ, sự nỗ lực của các ngành, các cấp ở địa phương, sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên quan tâm, cập nhật, đưa tin, tuyên truyền đã góp phần vào sự thành công của lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang năm 2024. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và du khách thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Quý vị thân mến, để quý vị không phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của đội thi đầu tiên trong đêm nay. Đội UAE đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thưa quý vị, đội UAE đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội thi của sự độc đáo và đặc cấp. Với nhiều kinh nghiệm trình diễn thiết bị bay không người lái, họ đã biểu diễn hàng loạt chương trình ánh sáng trên khắp thế giới kể từ năm 2018 với 2 kỷ lục Guinness và đang sở hữu tới gần 10.000 drones. Như chúng tôi đều biết thì phần trình diễn của đội UAE vô cùng đặc biệt. Khi các drone đã đạt đến độ cao thì mới phát sáng và mang lại những tạo hình vô cùng bất ngờ. Và được truyền cảm hứng từ tứ nguyên, đất, nước, lửa, khí, UAE sẽ thể hiện những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam thông qua phần trình diễn mang tên Việt Nam Diệu Kỳ. Ladies and gentlemen, the team from United Arab Emirates, UAE, the team of unique and distinction, with a lot of experience in drone light show, they have performed a series of live festivals across the world since 2018 with the 2 Guinness World Records and the skill to deploy up to 10,000 drones. And now, it's time for the team from United Arab Emirates, UAE in Nha Trang. Xin chào Việt Nam, xin chào Nha Trang. Chúng tôi đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự rào sóng vỗ miên man, cùng nghe lời kể Việt Nam diệu kỳ, ngàn năm sử sách còn ghi về một đất nước thần kỳ vươn cao. Con cò bay lả bay la, bay từ ruộng lúa bay ra cánh đồng. Suốt mình trắng nõn như bông, gió xuân thỉnh thoảng bợp lông trên đầu.
dông Việt bay lượn giữa trời cao, hình hài oai nghiêm sức mạnh nào, là tổ tiên lạc huyền thoại sống, Âu Cơ con cháu mãi tự hào. Nâng tách cà phê nhấm nháp thôi, để hưởng hương thơm của đất trời, để vần thơ mới gieo theo ý, để lắng tâm hồn lúc thảnh thơi. Đặt tay lên ngực trống đồng để nghe vọng tiếng lạc hồng nghìn năm. Tre xanh xanh tự bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh, thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ta hát bài ca gọi cá vào, gõ thuyền đã có nhịp trăng cao, biển cho ta cá như lòng mẹ, nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
đất nước của những niềm vui. Hân hoan chào đón bạn bè năm châu, thiên nhiên văn hóa đẹp giàu, con người thân thiện, sắc màu khó quên. Như loài chim lạc vươn cao, tung bay mơ ước khát khao biển trời. Khánh Hòa là xứ trầm hương, non cao biển rộng người thương đi về. Yến xào thơm ngọt tình quê, sông sâu đá tạc lời thề nước non. Từ những sắc màu rực rỡ của thiên nhiên đến nền văn hóa đặc sắc, Việt Nam luôn mang lại những làn gió mới, trong mát và dịu dàng. Xin hân hoan chào đón du khách tới Việt Nam và dừng chân tại Nha Trang. Chủ đề thi Việt Nam diệu kỳ lấy ý tưởng từ những hình tượng thiêng liêng trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam như rồng Việt, trống đồng, chim lạc tới những hình tượng thân thuộc như hạt cà phê, ngư dân quăng lưới và lũy tre Việt. Bài trình diễn vừa rồi với sự kết hợp đặc sắc giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại. Xin mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn cho bản trình diễn đến từ đội UAE. So a big big hand for the UAE team. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị ạ, thông qua các phần trình diễn của mỗi đội, chúng tôi hy vọng rằng những hình ảnh rất riêng và đặc sắc từ các kỳ quan thế giới với những hình ảnh tinh túy đến từ chính mảnh đất Nha Trang Việt Nam được thể hiện vô cùng khéo léo với đúng tên gọi của chủ đề đêm nay, đó là kỳ quan tụ hội. Và trước khi chúng ta đến với phần trình diễn của đội tiếp theo thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy thưởng thức những món quà âm nhạc vô cùng sâu lắng và ấn tượng đến từ một nữ ca sĩ đang được rất yêu mến hiện nay, nữ ca sĩ Vân Mai Hương. You should meet the first time, mắt anh cười, khóe môi cười, cách anh cười và em tan đi trong phút giây, chót say người, muốn bên người, sánh đôi. Cheers tonight, hoy. Let me take you with my secret. Play some game with me, boy. Mà hồng màu xanh ngày hãy nói. Chỉ cần em tonight, hoy. Mùi hương anh nồng say. Một chút martini, hòa cùng một chút Armani. You will be crazy for me. Mùi hương em nồng say. Hãy đến đây bên em, lại gần mà có đôi môi em. Dịu dàng ở phút đôi ta phải. Mùi hương em nồng say. To be good, to be good, to be good. Mùi hương em nồng say,
today, my girl. Xem hương hương ngát ngây, đôi đầu tiên của anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vì ngọt em chọn cho đêm nay đó. Xa vào lòng anh ta cũng thơm nhất. Trong lập lịch em F A, mà F to the A N C to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tình anh rộng lượng cho luôn một đêm never fight. Em cần một người đàn ông làm bạn trai, không phải là một thằng con trai tập làm đàn ông. Đã từng có cho mình có nhiều lựa chọn sai, nên là ngay đã miệng nhịn với những lời mặt ngọt. Nên là ghé sang gửi em lời chào, bước là tóc tai chỉnh áo. Khi em đưa mắt sang anh đây, đây giờ như đã mất đi một người tỉnh táo. Mistake, mùi hương em nồng say. Một chút martini, hoa cùng một chút Armani. You would be crazy for me. Mùi hương em nồng say. Hãy đến đây bên em, lại gần và qua đôi môi em. Dịu dàng áo khoác đôi bờ vai. Mùi hương em nồng say. To be loved, to be loved, to be loved. Mùi hương em nồng say. To be loved, to be loved, to be loved. Chào tới tất cả quý vị. Và một ca khúc tiếp theo xin dành tặng quý vị, Một ngày 200 năm, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chúng mình có thể bật thật nhiều những ánh đèn flash ở phía dưới lên được không ạ? Cho Hương thấy những cánh tay của quý vị nhiều hơn nữa được không ạ? Dù đời số mình có xa sao, có thế nào? Dù
dù hình hài hay cho than, nguyện đi cùng đến muôn đời, dù đời sau mình có xa nhau, có mất nhau, chẳng phải mơ. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen, hy vọng tan theo ánh dương chiều. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu, cho tan nhẹ lên ánh bình minh. Dù một ngày hay hai, đến muôn đời, đến muôn đời, dù đời sau mình có ra sao, có thế nào, dù địa đàng hay nhân gian, dù hình hài hay cho than, nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời, dù đời sau mình có xa nhau, có mất nhau, chẳng phải mơ. Và thưa quý vị ạ, chúng ta hãy tiếp tục tiếp nối chương trình nghệ thuật ngày hôm nay, dành cho quý vị một ca khúc với lời ca viết về thiên nhiên hùng vĩ và con người Nha Trang Khánh Hòa. Và đây cũng chính là một khúc hát được sáng tác và dàn dựng dành riêng cho du lịch thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức tiết mục Vịnh Ngọc Bừng Sáng với sự thể hiện của hai ca sĩ Hiền VK và Dũng Azu. Mỗi ngày trôi qua nhận ra biết bao điều quý giá trong đời. Thời gian không chờ đợi ai, cứ qua đi vội vã. Ta nghe trong con tim trao dâng lời ca thúc giục, bên nhau cùng đi xoa tan bộn bề. Đưa bàn tay vào khung trời xanh gió lộng, thêm mưa mảnh đất quê hương ta. Tay cầm tay cùng nhau bước đi đến chân trời, Vịnh Ngọc bừng sáng trong tim ta. Phía trước là bầu trời bao la, biển khơi vẫy gọi, thênh thang về miền nắng ấm, núi đôi rừng xanh bát ngát, khát khao với hành trình khám phá. Nha Trang đất Việt sống trọn vẹn với giấc mơ Vịnh Ngọc bừng trên tại Nha Trang, khí hậu ôn hòa thiên nhiên ưu đãi, có vịnh Ngọc bừng sáng, vịnh Vân Phong, vịnh Cam Xanh, hòn vợ hòn chồng thơ mộng quá, suối Ba Hồ mênh mông huyền ảo của kinh thác Bà Con Naga, đầm Nha Phu nhà hát đó mang niềm kiêu hãnh, đỉnh núi Cô Tiên ngắm vịnh Nha Trang lung linh tựa bức tranh, du khách bốn phương sống trọn khoảnh khắc với vịnh Ngọc trong lành, thiên đường ẩm thực giao thoa văn hóa và tinh hoa chất khai. Bàn tay vào khung trời xanh gió lộng, thêm yêu mảnh đất quê hương ta. Cầm tay cùng nhau bước đi đến chân trời, Vịnh Ngọc bừng sáng trong tim ta. Phía trước là bầu trời bao la, biển khơi dậy gọi, hành tang về miền nắng ấm, núi đồi rừng xanh mát ngát.
trước là bầu trời bao la, biển khơi chia dây gọi sáng. Xin được cảm ơn Hiền Vi Kê, Dũng A Du và Phú Đoàn. Thank you, our artist. Thank you. Quý vị thân mến, chắc hẳn trong giờ phút này quý vị đang rất ngóng chờ phần trình diễn của đội thi còn lại đúng không ạ? Đến từ một quốc gia nổi tiếng với sự tinh tế, cái nôi của nhiều loại hình nghệ thuật. Và trong đêm thi ngày hôm nay, đội thi Pháp, những nghệ sĩ bầu trời với sự lãng mạn và đầy chất thơ vốn có từ Pháp, hãy cùng họ mang chiếc nón Việt bay vào chuyến du hành kỳ thú, chuyến xuyên không vượt thời gian đến một hành trình. Ngọn hải đăng Alexandria chào mừng bạn đến với kỳ quan đầu tiên của thế giới cổ đại. Ngọn hải đăng Alexandria từng là công trình kiến trúc nhân tạo cao nhất thế giới. Đây chính là nguyên mẫu cho những ngọn hải đăng sau này, soi sáng đường trở về nhà cho những người đi biển. Tượng nhân sư. Tượng nhân sư vĩ đại ở Giza là biểu tượng của Ai Cập, một trong những tác phẩm điêu khắc hoành tráng lâu đời nhất thế giới và là một trong những tác phẩm lớn nhất của thế giới cổ đại. Tháp Giza được xây dựng để tồn tại vĩnh cửu. Vào thời cổ đại, chúng được đưa vào danh sách 7 kỳ quan thế giới vào triều đại thứ 4 của các vị vua Ai Cập. Thành cổ Acropolis tại Athens, Hy Lạp, tọa lạc tại thành phố Athens nổi danh nhất thế giới. Thành cổ Acropolis là nơi cho thế hệ hiện nay có một cái nhìn toàn cảnh nhất về một thời vàng son của nền văn minh Hy Lạp. Vạn Lý Trường Thành, kiệt tác vĩ đại của nhân loại. Vạn Lý Trường Thành
là một trong những công trình vĩ đại nhất của lịch sử văn minh nhân loại. Không chỉ là niềm tự hào của người dân Trung Hoa, nơi đây còn là điểm đến mơ ước của mọi tín đồ du lịch. Coliseum, đấu trường La Mã. Đấu trường La Mã là nhà hát vòng tròn lớn nhất với sức chứa hơn 50.000 người. Đây hiện là biểu tượng của Rome trên thế giới và qua nhiều năm đã trở thành một kho tàng lịch sử và khảo cổ để nhắc nhở chúng ta về sự vĩ đại của đế chế La Mã. Vịnh Hạ Long, tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Trong đó, khu di sản thế giới được UNESCO công nhận có diện tích 434 km², bao gồm 775 hòn đảo. Trong đó có 411 hòn đảo đã được đặt tên. Đây là nơi tập trung rất nhiều đảo đá, hang động và bãi tắm đẹp nổi tiếng. Văn hóa tương đồng hàng xưa giờ bay lên rạng rỡ. Hình ảnh cánh chim Việt Nam trên biển đảo quê hương Việt Nam đã khép lại hành trình xuyên không trở về với những kỳ quan di sản thế giới. Xin chúc cho mỗi người chúng ta đều có những. So ladies and gentlemen, big big hand for the sky artist from France in Nha Trang. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thật đúng là những nghệ sĩ bầu trời, tất cả các kỳ quan di sản trên thế giới lần lượt xuất hiện trong màn trình diễn một cách cực kỳ ấn tượng, khắc họa rõ nét khung cảnh bao la tuyệt sắc, đúng tinh thần của chủ đề của đội Kỳ quan Di sản Nam Châu. Kính thưa quý vị, với sự kiện lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024, chính là sự kiện trình diễn thi đấu drone lần đầu tiên được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa. Và quý vị thân mến, đây cũng là lần đầu tiên có sự tham gia của 4 đội quốc tế đến từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Pháp. Và thưa quý vị, cho tới thời điểm hiện tại thì tỉnh Khánh Hòa tự hào khi là tỉnh đầu tiên trên cả nước vinh hạnh đón nhận hai chứng nhận kỷ lục từ tổ chức kỷ lục Guinness Thế Giới dành cho chương trình. Thưa quý vị, mang trình diễn ánh sáng về các kỳ quan lớn nhất thế giới. Và mang trình diễn ánh sáng biểu tượng văn hóa chim lạc lớn nhất thế giới. Xin nhiều trao tay hơn nữa từ quý vị, bởi vì tỉnh Khánh Hòa đang ngay một khẳng định mình trên chặng đường trở thành một tỉnh thành phố du lịch tiềm năng, là điểm đến lý tưởng không chỉ tại Việt Nam mà còn trên khắp thế giới, để xứng đáng là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, Khánh Hòa Nha Trang. Và ngay sau đây chúng ta xin được trân trọng kính mời đại diện tổ chức kỷ lục Guinness Thế Giới, bà Mai Aaron McMullen, trọng tài kỷ lục chính thức của tổ chức Guinness World Records, lên sân khấu có đôi lời chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời. Please welcome on stage Miss Mai McMullen to come to the stage and tell viewers about our distinguished guest for Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Good evening, everyone. My name is Mai McMullen. I'm the official adjudicator from Guinness World Records. I'm very pleased to be here today to announce that Khánh Hòa Province and Corex Business Solutions Joint Stock Company have achieved 2 Guinness World Records titles for the largest aerial display of a landmark formed by drones with 899 drones. And the largest aerial display of a bird formed by drones with 988 drones, respectively. Miss Mai McMullen, please let me to translate for you.
Yeah. Thưa quý vị, tôi là Mike McMillan, trọng tài kỷ lục chính thức của tổ chức kỷ lục thế giới Guinness. Và thưa quý vị, tôi rất vinh hạnh khi có mặt tại đây ngày hôm nay để công bố tỉnh Khánh Hòa và công ty cổ phần giải pháp kinh doanh Corex đã xác lập thành công hai kỷ lục thế giới, màn trình diễn ánh sáng về các kỳ quan lớn nhất thế giới và màn trình diễn ánh sáng biểu tượng văn hóa Việt chim lạc lớn nhất thế giới. On behalf of Guinness World Records, I would like to present the certificates. Congratulations, you're officially amazing. Thay mặt tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới xin được trao tặng các chứng nhận kỷ lục tới tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Xin chúc mừng các bạn thật sự tuyệt vời. So Miss Mai, Mabella, please remain on stage and wait for us. Với giải thưởng danh giá này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ lên sân khấu để đón nhận kỷ lục Guinness Thế giới. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng kính mời. And now Miss Mai McMillan will deliver the World Record Guinness for the representative of Nha Trang Khánh Hòa. Thưa quý vị, hai chứng nhận kỷ lục Guinness Thế giới dành cho lễ hội về ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 mang trình diễn ánh sáng về các kỳ quan lớn nhất thế giới và mang trình diễn ánh sáng biểu tượng văn hóa Việt chim lạc lớn nhất thế giới dành cho Nha Trang Khánh Hòa Việt Nam. Và quý vị đang chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời trên sân khấu. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho Nha Trang Khánh Hòa của chúng ta. A big hand to congratulate to Nha Trang Khánh Hòa Việt Nam. Once again, thank you all representatives. Thank you Miss Mai McMillan. Thank you. Xin được cảm ơn các quý vị đại biểu. Kính thưa quý vị, với tổng cộng đó là những phần trình diễn đặc sắc và chúng ta có các đội thi với 4 phần trình diễn vô cùng đặc sắc. Với đội Hàn Quốc, ông vua drone hỏa thuật với màn trình diễn drone hỏa thuật mang đến bầu trời Vịnh Ngọc Nha Trang bừng sáng lung linh. Hay đội Trung Quốc, chiến binh công nghệ dẫn đầu với nhiều kinh nghiệm nhất, họ đã mang lại những vẻ đẹp hiện đại để khắc họa hình ảnh Khánh Hòa thành phố tương lai đầy rực rỡ. Chúng ta phải kể đến đội thi UAE, đội thi của sự đẳng cấp, những hình ảnh rất tiên phong, mới lạ, thông qua câu chuyện Việt Nam diệu kỳ. Và quý vị cũng đã vừa chứng kiến đội Pháp, những nghệ sĩ bầu trời, với các thiết bị bay không người lái, đội thi Pháp đã điêu khắc những hình ảnh kỳ quan di sản Nam Châu, đầy chất thơ và lãng mạn ngay dưới bầu trời Nha Trang. Và giờ đây hãy cùng chúng tôi nhìn lại toàn bộ phần thi của cả 4 đội trong chuỗi sự kiện lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 vừa qua. Xin quý vị cùng theo dõi. Khán giả, trong suốt thời gian diễn ra chuỗi sự kiện lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024, chúng ta đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc, từ ngạc nhiên vỡ òa đến tri ân tự hào thông qua những phần trình diễn mãn nhãn, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và sự cổ vũ vô cùng nồng hậu đến từ người dân địa phương và các du khách nơi đây. Và trải qua 4 phần thi, mỗi đội thi đều tạo được dấu ấn riêng và không hề kém cạnh so với đội bạn. Giờ đây, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi và các thành viên trong ban giám khảo sẽ chuẩn bị để tìm ra chủ nhân của các giải thưởng trong khuôn khổ lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024. Và ngay sau đây sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo dành cho từng đội thi. Đầu tiên, chúng tôi xin phép được lắng nghe những nhận xét đến từ giám khảo Tạ Bích Loan, trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây tôi xin được chia sẻ những ấn tượng về phần thi mở màn, phần thi của đội Hàn Quốc. Đội Hàn Quốc đã mang đến một câu chuyện hết sức là thu hút và đầy cảm xúc cho tất cả những ai đang đi tìm một nơi đầy năng lượng và có những cái sự giải phóng cho trí tưởng tượng và sự đam mê của mình. Như các bạn đã thấy thì đội Hàn Quốc tạo ra những điểm nhấn bất ngờ bằng sự phối hợp giữa ánh sáng từ drone cộng với cả những cái tia lửa, và điều đấy đã tạo ra những cái khung cảnh được phối hình 3D.
có thể nói là âm nhạc cộng với cả những hình ảnh này đã làm cho cái phần trình diễn của đội Hàn Quốc trở nên hết sức thu hút, và tất cả chúng ta cùng như vỡ òa khi nhìn thấy cái dòng chữ là chào mừng tới với Nha Trang xinh đẹp bằng tiếng Anh. Và câu chuyện của đội Trung Quốc cho thấy là cái bố cục cũng như là cái cách kể chuyện vô cùng là tinh tế, bên cạnh đó lại còn lồng ghép được một thông điệp về Nha Trang, thành phố của tương lai, Khánh Hòa. Còn có điều gì mong muốn hơn ở phần trình diễn của đội Trung Quốc? Thì tôi nghĩ rằng là với âm nhạc và với hình ảnh tuyệt vời như vậy, thì nếu có được những cái sự đan xen của những cái hình khối nó tạo ra bất ngờ hơn thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Những cái màn chuyển cần có được cái tốc độ tốt hơn để không có những cái khoảng lặng. Và các bạn đã có cái phần khởi động quá tuyệt vời với cái sự nhảy múa của dàn drone lên trời cao đẹp đến như vậy. Xin được cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo Tạ Bích Loan. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của vị giám khảo tiếp theo, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin được kính mời ông. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, thì sau khi mà được chiêm ngưỡng một cái chương trình trình diễn của cái đội Cộng hòa Pháp thì tôi cho rằng là lần này đội Cộng hòa Pháp đã mang đến lễ hội Vịnh Ánh Sáng quốc tế Vịnh Nha Trang 2024 một cái màn trình diễn rất ấn tượng. Kết hợp được kỹ thuật bay hiện đại, hiệu ứng ánh sáng màu sắc rực rỡ, và thông qua đó thì đã thể hiện được hình ảnh của một số các cái di sản tiêu biểu của thế giới, từ cổ đại đến cận đại, từ châu Âu, châu Phi đến châu Á, và trong đó có Việt Nam và thành Vịnh Nha Trang của Việt Nam. Và tôi cho rằng là với hiệu ứng màu sắc, hình ảnh sinh động, đa dạng, chuyển động nhịp nhàng trên nền nhạc sôi động, đội Cộng hòa Pháp đã kể một câu chuyện rất là hấp dẫn, bám sát chủ đề của đêm thi ngày hôm nay, đó là kỳ quan tụ hội. Xin trân trọng cảm ơn. So ladies and gentlemen, Mr. Nguyễn Trùng Khánh says that the friend team brought an extremely impressive performance to the Ever Glamour Nha Trang 2024. They combined modern techniques with the lighting effects with brilliant colors and showing the unique image of the typical wonders of the world from ancient to the modern times, from Europe, Africa, to Asia and Vietnam, including the representatives from Vietnam at Ha Long Bay and Nha Trang. Mr. Nguyễn Trung Khánh said that the friend team told a very, very attractive story to highlight all the wonders of the world right at Nha Trang. And he is highly appreciates the friend team. So a big hand for the friend team in Nha Trang. Xin được cảm ơn ý kiến nhận xét của ông Nguyễn Trùng Khánh. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến nhận xét của vị giám khảo cuối cùng, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin được kính mời. Kính thưa các quý vị khán giả của Nha Trang và khán giả xem truyền hình cả nước, tôi xin nhận xét về đội UAE. Phần trình diễn của đội các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã bám sát chủ đề Việt Nam diệu kỳ, đặc biệt là đã giới thiệu được các kỳ quan và biểu tượng văn hóa lịch sử của Việt Nam và của Nha Trang với phần lời bình, lời thuyết minh rất ấn tượng, giúp người xem cảm nhận nội dung hình ảnh một cách sâu sắc. Các biểu tượng kỳ quan được tạo hình ánh sáng chọn lọc như rồng, trống đồng, hoa sen hồng là quốc hoa của Việt Nam, phin pha cà phê, cây tre Việt Nam, tàu du lịch, chim hạc, có kết cấu tạo hình và ánh sáng đẹp, hấp dẫn, phản ánh sinh động những biểu tượng kỳ quan của Nha Trang và của Việt Nam. Hiệu ứng ánh sáng đẹp, hấp dẫn, kỹ thuật công nghệ điều khiển drone hoàn chỉnh. Vâng, xin cảm ơn. So ladies and gentlemen, Mr. Vi Kiến Thành says that the UAE team's drone performance follows
strictly the Beverly Vietnam with the main team of the event, with the very impressive commentary and explanation. So with the creative live set representing the Vietnamese culture and all the people, such as the dragon, the drums, lots of flowers, and Vietnamese women wearing the clerical hats, the coffee filters, and also bamboo trees are the sea fish, and the cruise ships and the black birds. It's a very beautiful and attractive with the great combination to Nha Trang, Vietnam, the UAE team. Xin cảm ơn những sự chia sẻ và nhận xét đến từ giám khảo Vi Kiến Thành, và cũng như là xin được cảm ơn ban giám khảo về những nhận xét rất chi tiết và công tâm. Bây giờ thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi nộp một tràng vỗ tay để chào mừng sự xuất hiện của bốn đội thi ngày hôm nay. Xin được chào mừng đội thi Hàn Quốc. Welcome South Korea team. Hãy cùng chào mừng đội thi Pháp. Welcome France team of representative. Sự xuất hiện tiếp theo đến từ đội thi Trung Quốc. Welcome China team. Và đại diện cuối cùng xin được chào mừng đội thi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Welcome UAE team. Một lần nữa dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại diện cho bốn đội thi của lễ hội Vinh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở trên sân khấu đang là đại diện của bốn đội thi, và một lần nữa chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đội thi đã nhận được giải kỹ thuật trình diễn xuất sắc nhất thuộc về đội thi đến từ quốc gia Hàn Quốc với số điểm 280. The best technique team for South Korea team. You are the best technique team. Wait for us for the next award. Wait for us. Hãy đợi chúng tôi một đôi chút. Chúng tôi sẽ công bố tất cả các giải thưởng và sau đó sẽ trao giải cho các bạn. Wait for us for the announcement and then we have the award for you. Và một giải thưởng tiếp theo, hình ảnh xuất sắc nhất. And now, the best visual prize for the team. Đã thuộc về đội đến từ quốc gia Pháp với số điểm là 260. Best visual team called France. Big hand for France team, best visual team. Một lần nữa xin được chúc mừng hai đội thi đến từ hai quốc gia Hàn Quốc và Pháp. Kính thưa quý vị, còn lại trên sân khấu đang là đại diện của cả hai đội chưa được chúng tôi công bố giải thưởng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có đội vô địch và đội kể câu chuyện xuất sắc nhất, hai giải thưởng riêng biệt. Quý vị muốn đội vô địch sẽ là đội nào ạ? Theo quý vị, đội vô địch là đội nào ạ? UAE hay là Trung Quốc ạ? Vâng, rất nhiều những sự tán dương cổ động đến từ quý vị khán giả. So we go to the champion and the best story prize. And now we announce the champion of Ever Glamour Nha Trang 2024 in Vietnam. Và chúng tôi sẽ công bố giải vô địch với đội thi tương ứng, và đồng thời đội còn lại sẽ là đội đạt được giải thưởng câu chuyện xuất sắc nhất, best story. Thưa quý vị, đội vô địch đó là đội nào ạ? Quý vị có thể đưa ra một cái tên thật lớn, tên đội mà quý vị đã cổ vũ không ạ? Để không mất thời gian nữa, chúng tôi xin được chúc mừng đội vô địch, the champion, đã thuộc về đội UAE đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Champion UAE team với số điểm 285, và đồng nghĩa với giải thưởng câu chuyện xuất sắc nhất đã thuộc về đội thi Trung Quốc.
Best Story for China Team. Congratulations. Xin được mời tiến lên sân khấu, các vị đại diện sẽ trao giải cho các đội. Xin mời ông Nguyễn Hải Ninh, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy. Xin mời ông Hồ Văn Mừng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy Nha Trang. Xin mời quý vị sẽ cùng tiến lên sân khấu. Xin mời ông Nguyễn Tấn Tuân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, và ông Đinh Văn Thiệu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trân trọng kính mời. Và đầu tiên xin được mời ông Đinh Văn Thiệu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ trao hoa và cúp cho đội thi đạt giải kỹ thuật trình diễn xuất sắc nhất, the best technical team, dành cho đội Hàn Quốc. Yeah, South Korea team, you are the first one to have the get prize, the best technical team. Một trò tay thật lớn dành cho kỹ thuật trình diễn xuất sắc nhất dành cho đội Hàn Quốc South Korea Team. Raise up the champion cup, raise up the cup please. Và ngay hôm nay xin được trân trọng kính mời ông Hồ Văn Mừng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy Nha Trang sẽ trao hoa và cúp cho đội đạt giải hình ảnh xuất sắc nhất đã thuộc về đội thi đến từ quốc gia Pháp. And the best visual team for France. Congratulations. Và giờ đây xin được mời ông Nguyễn Tấn Tuân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trao hoa và cúp dành cho đội thi đoạt giải câu chuyện xuất sắc, best story dành cho đội Trung Quốc. The China team, the best story of ever glamour Nha Trang 2024. Với số điểm 270 điểm một lần nữa, hãy cùng chúc mừng cho đội thi đến từ quốc gia Trung Quốc. Và ngay lúc này chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hải Ninh, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy sẽ trao hoa và cúp cho đội thi vô địch của chúng ta đến từ đội UAE, đến từ các And now the champion of ever glamour Nha Trang Việt Nam, the team UAE. Xin chúc mừng các đội thi, và giờ đây thì xin mời đại biểu và các đội thi sẽ cùng chụp ảnh lưu niệm. The UAE team, please come to the center and take the photo with all the representatives of Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Một lần nữa xin được chúc mừng các đội thi và cảm ơn tất cả bốn đội thi đến từ bốn quốc gia đã tạo nên những màn trình diễn vô cùng tuyệt vời tại Nha Trang, Khánh Hòa. Và quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm ơn những màn trình diễn đến từ các đội thi. Một lần nữa xin được chúc mừng và xin được cảm ơn các quý vị đại biểu. For team, please up again of your pride once again. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam, take you, take you. Raise up. Take you all, representative, thank you. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, các đại diện. Thank you all the team, please come back today, thank you. Quý vị thân mến, trong những ngày tháng vừa qua đã có một sự kiện chưa từng có trên thế giới đã được diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. Pháo hoa cùng drone phô diễn, 8 màn trình diễn với tổng 8.000 drone cất cánh, 4 anh tài, ánh sáng mạnh nhất toàn cầu. Và chúng tôi xin gọi đây là đẳng cấp Nha Trang. Lần đầu tiên drone hỏa thuật xuất hiện trên bầu trời Đông Nam Á tại lễ hội thi đấu drone đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Thưa quý vị, lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 đã hoàn thành xuất sắc với hành trình bậc hạnh phúc của mình và nhận được rất nhiều yêu thương từ tất cả quý vị khán giả cho Nha Trang Việt Nam. Và để khép lại bầu không khí lễ hội một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất, thay cho lời cảm ơn đến toàn thể quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy thưởng thức một món quà âm nhạc cực kỳ ấn tượng, đặc sắc và công phu đến từ nam ca sĩ Subin. We'll be right back.
right here. Khán giả của Nha Trang ơi, giơ cánh tay lên nào. Yeah. Em đã ra khỏi bầy thu hút anh đêm nay, thiêu đốt nơi này như ngọn đèn dội vào màn đêm tối. Đôi trái tim còn dài lắm, tới khúc sau còn dài lắm. Mời em ly whisky thôi thì đứng giữa chốn xa hoa, em yêu kiều đến là dáng dấp nữ nhân kia như bức tranh sáng hoa. 6 mét cách xa nhau anh thu lại phút một, anh đặt cược vào em đến nay. Trò chơi mà có lẽ do anh vô tâm nên em thành vô hình nhảy nhé. Trôi đã giữa những năm môi vô tư nhưng anh lại vô tình. Trò chơi mà có lẽ do anh vô tâm nên em thành vô hình. Ta trôi đã hai bên vai em run lên ngay. Không gian trong đêm là lướt đêm mê trôi theo để say đưa lòng ngắn ngay. Chẳng nghĩ đến ưu phiền rồi chìm đắm trong cuồng điên. Rồi thì ngày sau có nhớ đến nhau không lầy đề. Có lẽ anh không như người khác đâu, hai tay dang rộng và bốn thước này. Anh đâu đâu cần phải biết chưa. Trò chơi tình ái có qua có lại, em muốn thấy những gì và em khao khát điều gì. Sau đêm nay em sẽ được hết. Oh, đó là những khoảnh khắc tuyệt vời mà lễ hội Vì Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 dành tặng cho tất cả quý vị. Quý vị thân mến, lễ hội Vì Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa đã thành công tốt đẹp.
Xin được cảm ơn tất cả các quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong suốt chương trình. Sự kiện góp phần tạo nên một mùa hè sôi động và nhiều trải nghiệm, trở thành một dấu ấn đáng nhớ, bùng nổ với khách du lịch trong và ngoài nước. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng lễ hội năm nay sẽ khởi đầu để chúng ta có những kỳ lễ hội ở những năm sau và nhiều hơn thế. Nha Trang, Khánh Hòa sẽ luôn là điểm đến du lịch hàng đầu cho du khách Nam Châu, là niềm tự hào của người dân Khánh Hòa và đất nước Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả tại lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang, Everglamour Nha Trang mùa tiếp theo.